コーヒーを飲みながら本を読みますかええ、よくそうします。うん、とー,ー、とりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりいりとりとりとりとりりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりとりいりとり Bạn vừa xem sách vừa làm gì vậy? Tôi vừa xem sách vừa nghe thầy giáo kể chuyện. Bạn vừa xem sách vừa làm gì vậy? Tôi vừa xem sách vừa viết chữ Hán. Bạn giải thích bằng cách nào? 地図を見せながら説明します。どうやって説明しますかスマホを見せながら説明します。週末は小説を読んでいますかい,いえ、毎日読んでいます。 tôi đọc mỗi ngày. Bạn thường đọc tiểu thuyết vào cuối tuần à? Vâng, tôi đọc vào cuối tuần. Mỗi tối bạn nấu cơm cùng với ai? Tôi nấu cơm tối cùng con trai. 毎晩, Mỗi tối bạn nấu cơm cùng với ai? Tôi nấu một mình. Mỗi朝, Mỗi sáng bạn đều xem tin tức thời sự à? Vâng, tôi hay xem. Mỗi朝, Mỗi sáng bạn đều xem tin tức thời sự à? いいえ毎朝ではありません。ほん、ほんまい、むいさんだ。山田さんはどんな人ですかあんやまだ、らんぐいにてなお。山田さんは歌も上手だし、頭もいいし、それに料理も作れます。あんやまだ hay, h, ま、no、ほんにんはっはい、thông min、まぁ、こんこていのうあんぬ。山田さんはどんな人ですかあんやまだ、らんぐいにてなお。 山田さんは背が高いし、優しいし、それに歌うのが上手です。ーーどうして佐藤先生は人気がありますか佐藤先生は話が面白いし、熱心だし、それに優しいからです。 Tại sao thầy Sato lại được yêu thích vậy? Sato先生は若いし, Vì thầy Sato còn trẻ, có nhiều kinh nghiệm hơn nữa, các bài kiểm tra của thầy luôn dễ. Nguyễnさんは日本語が上手ですか? Anh Nguyễn có giỏi tiếng Nhật không? え, ]中国語も話せます. Vâng, anh Nguyễn không chỉ giỏi tiếng Nhật, giỏi tiếng Anh, mà còn có thể nói được tiếng Trung nữa. Anh Nguyễn có giỏi tiếng Nhật không? Vâng, anh Nguyễn không những giỏi về hội thoại, biết nhiều về từ vựng, mà còn hiểu nhiều về chữ Hán nữa tại sao bạn lúc nào cũng ăn ở đây vậy vì cửa tiệm này không những có đồ ăn ngon giá cả rẻ hơn nữa người trong cửa tiệm cũng thân thiện nữa tại sao bạn lúc nào cũng ăn ở đây vậy この店は美味しいし. 会社から近いし, vì cửa tiệm này không những có đồ ăn ngon đi từ công ty đến lại gần hơn nữa món ăn cũng nhanh đến tại sao bạn không đi đến bách hóa tổng hợp デパートは遠いし,高いし, vì bách hóa tổng hợp không những ở xa giá đắt mà đồ lại ít nữa

mà nó còn hay dừng ở gần nhà tôi nữa tại sao bạn hay sử dụng xe buýt vậy vì xe buýt không những đi nhanh tôi có thể nói chuyện với bạn bè mà còn có thể đọc sách được nữa tại sao bạn hay vận động hàng tuần vậy vì vận động vui và tốt cho cơ thể. Tại sao bạn hay vận động hàng tuần vậy? Vì tôi đang ăn kiêng. Tại sao bạn học tiếng Nhật? Vì tôi thích phim hoạt hình Nhật Bản và muốn nhớ được chữ hán tại sao bạn học tiếng nhật vì tôi muốn đọc chuyện tranh nhật bản bằng tiếng nhật tại sao cửa hàng kia lại được yêu thích như vậy vì giá rẻ đồ ăn ngon người của cửa hàng còn thân thiện nữa tại sao cửa hàng kia lại được yêu thích như vậy 先月, vì tháng trước cửa hàng đã được giới thiệu trên tv